Đây các bạn, cà bóc chỗ phường Nhân Hòa này. Đó, đây là đoạn cà bóc thành phần Quy Nhơn Chí Thạnh các bạn, hướng vào núi Hầm Sơn Triệu này. Đó, còn phía trên cái nút giao này là thuộc Hội Nhơn Quy Nhơn. Đó, cái quan tâm của mình với nhiều người bây giờ là cái cầu vượt này bạn, cầu vượt của đường cao tốc của quốc lộ 19 này. Bây giờ họ làm xong chưa? Đó, làm lâu lắm rồi các bạn, làm một năm mấy rồi, lâu lắm. Mình không nhớ là bao nhiêu lâu nhưng mà hơn một năm rưỡi rồi mà cái cầu này chưa xong. Cái cầu này cũng ngắn thôi các bạn, chắc cũng tầm 250 mét, 300 mét lại thôi. Đó. Xem thử như thế nào nha. Bữa trước đã đổ sạn đá dăm hai bên đầu rồi. Cái phần cầu là đã thấy lên lan can rồi, rồi toa ly hai bên mép đầu cầu rồi, xong hết rồi. Nhưng mà chắc do tình hình hiện nay họ giờ mưa, còn mưa cho nên họ chưa trải nhựa các bạn. Mong rằng là trải nhựa sớm. Trải nhựa sớm cho bà con xe cộ để đi lại. Mình thấy mấy cái xe, nhất là mấy cái xe lớn này bạn, qua là râm 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 luôn. Còn mấy cái xe máy dưới xe nhỏ là qua đây thấy sợ lắm, nguy hiểm lắm. Tại vì nó đường đường tạm nó rất là nhỏ mà nó xấu. Xe lớn, xe công, xe tải thì chạy rất là nhiều luôn. Sơ sẩy cái là khi là không còn về nhà được đâu. Đó, rất là muốn cái đường cho nó xong cho rồi thì bạn. Đó, giờ chạy qua đó thử. Trong này thì thấy gấp phối đá dâm rồi bạn. Thành thủ nãy giờ khoảng tiếng hồ này không có mưa này, cập nhật chỗ đây cho các bạn xem. Đó, giờ trời thời tiết nó cũng tốt các bạn. Nó hành hành nãy giờ cả tầm 2 tiếng giờ đồng hồ rồi. Cái chỗ đây là cái chỗ khu tái định cư các bạn. Tái định cư giải tỏa ở đâu, khu vực gần cao tốc đây này. Đó, bạn thấy không? Đường xe cộ dày kín luôn kìa. Đó, có cái đường xuống này, chạy đường xuống đây đồ chạy lên các bạn. Đây, chạy lên đây. Đó, cái độ chỗ đây là nút nút ra vào cao tốc ở phía dưới của cầu vượt các bạn. Còn nút ra vào cao tốc phía trên kia là ngay cái cổng của Nhân Hòa luôn. Đó, các bạn thấy không, xe cộ lắng chạy này, kinh chưa. Đó, xe nối đuôi hàng dài luôn. Đường đây là họ lưu, họ đầm ngon lành này. Còn bên này là đường dân sinh đã đổ bê tông xong này. Trên kia thì họ dân dây lại các bạn, không cho xe vào, đang làm ở trên đó đó. Đó, ta lùi đụng trồng cỏ xong này. Phần thành cầu các bạn, chắc là sơn. Đây, ở dưới đây là đường đó, ở dưới đây là đường dân sinh các bạn, chạy dọc theo cái đường cầu vượt này này. Thank you.
ngoài Hội Nhơn các bạn, hồi Thanh Tây á, cái cầu vượt họ làm xong lâu rồi, từ hè đã xong rồi. Còn trong Nhân Hòa này không biết sao cũng làm như vậy mà làm lâu quá. Mỗi lần đi qua đây thấy nguy hiểm quá các bạn. Đó. Mong rằng là qua tháng 11 này là thời tiết ở khu vực Bình Định mình nó thời tiết tốt cho các đơn vị thi công họ làm nhanh cái đoạn cầu vượt này cho bà con mình đi. Chạy xuống đây thử các bạn, chạy xuống cái đường dân sinh dưới này thử. Đó, đường tạm đi nè. Dồn dày chứ mà xấu lắm bạn. Gồ ghê, xe nó chạy á. Gồ ghê. Đó, và mấy xe lớn phải bò nè. Bạn nhìn xe máy kìa, đi dễ như ngựa. Chạy thử qua bên khúc cao tốc bên kia thử các bạn. Thử đá dâm bê tông thì họ làm tới đâu rồi. Xe lớn các bạn, xe tải, xe công, xe chở đất nó khỏe. Nó lướt được các bạn, nó lướt đường xấu. Nó lướt đường xấu vô tư. Nhưng mà xe máy rồi bạn đi khó khăn lắm. Xe máy là đường phải bằng thẳng nha. Đây là cái đường bê tông ngay cạnh với đường cầu vượt này. Đấy các bạn. Sau này cái đường này là dành cho đường dân sinh đó, dành cho người dân ở dọc hai cái bên đường cao tốc này đi qua lại các bạn. Đây dưới chân cầu vượt nó lại đổ cát sạn nham nhớ vậy. Đó bên kia các bạn có thể đứng đây thấy đường cao tốc chạy thẳng vào hầm Xuân Thiệu. Đoạn này vào hầm Xuân Thiệu khoảng 2 cây số các bạn.
Hầm Xuân Thiệu dài khoảng 600 m, nối giữa hai địa phương là bên này là Nhân Hòa, bên kia là bên hầm là Phước An đó. Còn đây là dưới chân cầu vượt. Còn phía trong của hầm Xuân Thiệu mình thấy cũng đồ đá dăm tương đối ok rồi đó. Còn cái đoạn ngay chỗ cầu đây phải chờ xong cái cầu này họ mới làm tiếp các bạn, họ mới chặn đường dân sinh, cái đường tạm này mới làm cho xe lên cầu họ mới làm được. Tiếp tục cập nhật về tiến độ của cao tốc Bắc Nam. Và hôm nay cập nhật tại nút giao của phường Nhân Hòa. Và các bạn, đây là cây cầu vượt của đường quốc lộ 19 tại phường Nhân Hòa của thị xã An Nhơn. Cầu vượt đường quốc lộ 19 vượt đường cao tốc tại nút giao Nhân Hòa, như các bạn cũng thấy, được thi công đến nay khoảng hơn 1.5 năm, khá là lâu. Cái cầu chỉ có vài trăm mét thôi nhưng mà phải thi công hơn 1.5 năm nay, đến hiện tại thì vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Các bạn cũng thấy là các phương tiện và người tham gia giao thông khi mà đi qua đường tạm này thì rất là gian nan và khó khăn. Trong mùa mưa này, ai đã từng đi qua khu vực này cũng đều than vãn vì đường quá xấu. Nhưng mà cây cầu vượt này thi công quá lâu. Vào mùa hè thì mùa nóng thì bụi bặm và đường sóc nhảy, còn vào mùa mưa thì nguy hiểm rình rập. Đấy các bạn. Vâng, mời các bạn xem toàn cảnh khu vực cây cầu vượt đường quốc lộ 19 vượt quốc lộ vượt đường cao tốc Bắc Nam tại nút giao Nhân Hòa của thị xã An Nhơn. Và tiến độ như hiện tại thì nút giao Nhân Hòa và cây cầu vượt này hy vọng trong khoảng cuối năm 2024 này hoặc là đầu năm dương lịch 2025 thì các đơn vị họ mới bắt đầu thảm nhựa và cho các phương tiện giao thông qua lại đi trên cây cầu vượt này, để mà nhường phía dưới cho đường cao tốc, cho các đơn vị thi công đường cao tốc họ thi công. Và mong rằng là các đơn vị thi công nhanh và sớm đưa cây cầu vượt này sử dụng trước Tết năm nay cho người dân đi qua lại khu vực đường quốc lộ 19 này.